chào mọi người nhé. Hưởng ứng phong trào Mỹ Triều Tiên gặp nhau tại Việt Nam thì mình sẽ vẽ bức tranh mang tính chất cho tuyên truyền những cổ động tinh thần hòa bình, một cuộc gặp vui vẻ và nói chung là về chính trị thì mình không nắm được mấy cái.
Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình cũng hưởng ứng với phong trào Việt Nam là điểm đến của các nguyên thủ, và đã chọn việc Việt Nam là điểm nhấn để hưởng ứng với phong trào này, thể hiện một bức tranh tức là biểu tượng hay còn gọi là logo ấy, tranh cổ động, cũng như là tôn trọng luôn luôn mà Việt Nam luôn luôn chào đón mọi người đến. Thì biểu tượng của mình ở đây thì bao gồm có thế giới này, Việt Nam này, Việt Nam đây, Việt Nam trong tim này, và các nguyên thủ khách, đúng không ạ, và biểu tượng hòa bình. Thì ở đây cái logo này mình làm ra không biết là có ảnh hưởng gì không. Theo mình nghĩ đây cũng là một cái hình thức tuyên truyền để cho mọi người biết đến Việt Nam nó tốt đẹp như thế nào, đúng không, yên bình như thế nào và an toàn như thế nào, đúng không. Thì các nguyên thủ mới chọn đến Việt Nam làm điểm dừng chân, đúng không, để thể hiện cái niềm tự hào đó. Thì mình sẽ biểu tượng này, cái hình logo này, nếu mà các bạn thấy đẹp hay thì các bạn like cho mình nhé. Bây giờ mình sẽ hoàn thiện nốt, đây là bức tranh thì đang chờ khô, bây giờ mình sẽ vẽ lại hình cho nó rõ nét, cho mọi người nhìn rõ nhất. Đây là cái tay, là hai cái tay bắt lại nhau. Thank you.
Đó, cho mọi người chiêm ngưỡng bức tranh nhá. Tác phẩm mình vừa mới vẽ xong. Đây, hai cái tay bắt tay của hai nhà lãnh đạo. Có lẽ cả thế giới đang mong chờ hai cái tay này bắt nhau ngay nhau. Ý tưởng của mình là Việt Nam là điểm nhấn này, khách đến bắt tay nhau và biểu tượng hòa bình, chim bồ câu hòa bình lên trên và thế giới vì một thế giới hòa bình. Ở bên ngoài là lá cờ màu cờ Việt Nam này, ở giữa này sao đỏ. Team Việt Nam luôn trong tôi đúng không ạ? Không biết là có ăn thua gì không? Nếu mọi người thấy hay thì like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Mình sẽ kết thúc video tại đây rồi. Chào mọi người nhé. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.